Hi, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người đang coi video của Sơn. Thì hôm nay Sơn làm một cái clip thì nó hơi chỉnh chu một chút. Tại vì cái clip này thì mình xin gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô giáo nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì Sơn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả thầy cô giáo mà những người đã từng dạy Sơn trong cái cuộc đời của Sơn. Từ cái lớp 4 Sơn từ ở miền Tây lên là Sài Gòn thì Sơn được học ở Bình Dương, đó là lớp 4, vô lớp 4, lớp 5 là cô Trúc rồi cô Nhan, lên lớp 6 là cô Nguyệt, lớp 7 mình không nhớ, lớp 8 là thầy Bá Hòa, lớp 9 là thầy Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn. Thì lên cấp 3, lớp 10 mình học ở trường Dĩ An, đó là lớp 10 cô Thanh Tuấn chủ nhiệm ha. Lớp 11 thì cô Xuân Quyên, lớp 12 thì thầy Vũ. Thì trong bên cạnh đó có những thầy cô giáo dạy bông môn của trường cấp 3 Dĩ An của Bình Dương nữa. Thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô giáo nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô giáo và tất cả những thầy cô giáo ở nước mình ha, nước Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục sự nghiệp đưa đọa của mình ha. Thì cái người mà mình muốn nhắc đến và nhấn mạnh nữa đó là thầy Dương Trung Hiếu, một người thầy mà mình chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà thầy chỉ dạy mình qua cái là kiếm tiền, MMO, Make Money Online. Và từ những cái bài học của thầy Dương Trung Hiếu, thầy ở Minnesota, còn Sơn thì ở Maryland, thì khoảng cách nó rất là xa nhau, không có gần nhau. Nhưng mà chính cái người thầy này đã dạy cho Sơn những cái bài học mà những kiến thức mà Sơn học được đến ngày hôm nay, là có nghĩa là mình nói một câu á, thà cho vàng chứ không ai chảy đàn đi buôn. Nhưng mà chính thầy Dương Trung Hiếu này vừa cho vàng mà vừa chảy đàn đi buôn nữa. Thì mình cảm ơn thầy rất là nhiều trong những cái ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam này ha. 20 tháng 11 thì mình lên thì có thể chậm hơn. Thì mình đã có làm một cái video về cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu rồi, tri ân thầy Dương Trung Hiếu. Nhưng mà mình muốn nhắc đến lại hôm nay đó là tại sao? Tại vì khi mà mình gặp thầy Dương Trung Hiếu, mình nói thầy cái mục đích của mình á, hồi xưa thì mình muốn đi thi sư phạm lý, mình muốn ra cô giáo, nhưng mà khi mà gặp thầy Dương Trung Hiếu lại cái ước mơ của mình muốn trỗi dậy, mình muốn làm thầy giáo, giống thầy làm thầy giáo, mình có thể làm cô giáo. Và đơn giản thầy thầy là bà thầy, thầy là thầy giáo, ông thầy, còn mình thì sẽ làm bà thầy hay là cô giáo. Thì nói một cách nôm na mình nói vui thôi, nhưng mà những cái kiến thức mình học được thì mình sẽ chia sẻ lại cho những người đi sau mình cũng kiếm tiền MMO, Make Money Online giống như mình, bằng có cái con đường YouTube đầu tiên. Thì đến hiện tại ngày hôm nay mình đã làm YouTube hơn một năm mấy rồi, với những kiến thức và kinh nghiệm mình có, thì mình sẽ chia sẻ cho những mình có trách nhiệm chia sẻ lại cho những người đi sau trong cái nhóm mình, đó là những cái anh em trong cái đội nhóm của Sơn ha. Thì Sơn sẽ chia sẻ hết với mọi người. Thì trong đó có những cái bạn như là Vi Florida, cuộc sống Mỹ Vi Florida, là Vi là cùng bằng tuổi với mình 86 luôn, cũng có ông xã tiền qua mạng giống mình luôn, Vi Florida. Thứ nhì nữa là bạn bạn Long Quỳnh ở Bắc Cali ha. Bạn Long Quỳnh này nhỏ tuổi giống như là em út trong gia đình của mình. Rồi thêm một bạn nữa là Thi Cao ở Atlanta, Georgia ha. Còn thêm một bạn nữa là An Trần ở Oregon. Oregon thì bốn bạn này biết Sơn là trên một năm, là gần một năm, là biết Sơn trong những ngày đầu Sơn làm YouTube, trong những cái lớp học của thầy Dương Trung Hiếu đó. Chính vì mình là người kêu Vi vô làm YouTube. Rồi trong khi đó vô lớp học của thầy thì mình sẽ gặp bạn Ti Cao và bạn Long Trần, và mình là người kêu An An làm YouTube luôn. Bạn An là những cái bạn mà biết mình qua cái kênh YouTube của mình về K1 Visa, là những cái bạn này đi K1 Visa luôn ha. Hỏi và gặp mình thì mình kêu bạn An và bạn Vi làm YouTube luôn mà. Thì những lúc đó thì lúc mới làm thì mình cũng kêu mọi người làm, nhưng mà sau một thời gian ngủ đông thì họ không không chú trọng tới và họ lo công việc của họ, thì họ cũng bỏ YouTube cũng giống như mình. Thì sau khi mình trở lại vào ngày 15 tháng 8 này thì bắt đầu mình làm lại, và mình buộc kêu họ lại, Vi và những cái người giống như Long Quỳnh, Vi, Ti Cao và An. Thì ba người mình kêu trước đó là Vi, An và Long Quỳnh. Bạn Ti Cao thì
bạn có kênh bạn quay lại tìm mình thì cũng rất là vui. Thì những cái bạn đó bây giờ là trong nhóm của Sơn ha, bạn Vịnh Thi Cao. Thì có một người bạn nữa, đó là con đường làm YouTube và biết mình là cũng cả năm qua lớp học của thầy Dương Trung Hiếu về kiếm tiền YouTube ha. Thì có một bạn nữa rất đặc biệt là những cái bạn mà mình quen á, là họ chưa gặp mình ngoài đời ha, chỉ gặp mình ở trên mạng online nói chuyện qua lại thôi, chưa từng gặp mình ở ngoài đời. Nhưng mà tụi mình nói chuyện và trao đổi rất là nhiều về công việc, về cuộc sống ha. Thì có một bạn đặc biệt ở trong đây, đó là bạn Ngọc Giàu. Bạn này tên là Văn Thị Ngọc Giàu. Bạn này có cái kênh là Việt Nam Tôi Yêu hả? Tôi Yêu Việt Nam, Tôi Yêu Việt Nam, cái kênh của bạn này. Thì bạn này là bạn từ thời cấp 3 của mình ở trường Trung học Phổ thông Dĩ An ha. Thì bạn biết mình rất là nhiều và tự mình với bạn là đi học chung. Nên bây giờ trên con đường YouTube thì bạn bạn Ngọc Giàu này tìm hiểu và muốn làm YouTube, thì Sơn là cái người giúp đỡ bạn Giàu và có trách nhiệm giúp đỡ bạn Giàu để mà gặt hái được những thành công trên YouTube. Thì qua những cái video mình làm và cái kênh YouTube của mình, thì hiện tại trong tay của mình làm một tháng là 2.000 đô nha mọi người. Thì thầy Dương Trung Hiếu có thể là nhiều hơn nữa, nhưng mà cái mình muốn nói là thầy thầy là một người thầy mà mình rất là quý trọng ha. Tại vì những cái kiến thức mà không phải khi không mà người ta có, người ta phải trải qua những cái kinh nghiệm hay là tiền bạc này kia nọ để học những kiến thức đó, nhưng mà thầy Dương Trung Hiếu lại chỉ cho mình là miễn phí và không tốn tiền. Thì chính vì những cái bài học của thầy mà mình có được như ngày hôm nay. Thì khi mình được như ngày hôm nay thì trách nhiệm của Sơn là phải ngồi lại chia sẻ cho những người đi sau và cũng muốn khát khao và thành công trên con đường YouTube giống như Sơn. Thì hiện tại trong đội nhóm của Sơn là có Vi, An, Long Quỳnh và Thi Khao là biết mình trên một năm ha. Thì bên cạnh đó có bạn Giàu là biết mình quá nhiều, và từ thời học cấp 3 thì khóa 2006, 2003, 2006 thì mọi người nghĩ bây giờ cũng là mười mấy năm, thì chỉ có bạn Giàu là bạn của Sơn ở ngoài đời thôi, còn những người kia là Sơn gặp ở ngoài YouTube ha. Thì có một người nữa, thì có một người mình cũng nhắc đến nữa là cái bạn Long Trần ha. Bạn Long Trần này là bạn này có cái kênh là Long Trần USA ha. Bạn này là thuộc cộng đồng LGBT ha. Bạn này là gay và bạn này cũng sinh năm 90 mấy thôi và cũng là thuộc nhóm của Sơn. Rồi tiếp đến nữa là có chị Yến, Yến Tô ha. Chị Yến Tô thì mình chỉ coi kênh YouTube của thầy Dương Trung Hiếu và biết mình. Thì tiếp đến nữa là có chị Chi cũng là chị quen bơ mình trên kênh YouTube của mình và tìm đến và nói chuyện với mình. Thì họ bắt đầu tập tành trên con đường YouTube và nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là phải dẫn đường và chỉ đường cho những người mà trong cái nhóm của Sơn để mà đi đến cái đích thành công của kiếm kiếm tiền YouTube ha, kiếm tiền make money online. Thì hiện tại thì Sơn đã kiếm được bốn con số, ba con số ha. Thì Sơn sẽ có trách nhiệm chỉ lại những cái bạn này để kiếm tiền YouTube cũng giống như Sơn. Thì qua lại chia sẻ của Sơn rồi, thì để mà tri ân thầy Dương Trung Hiếu thì mình đảm bảo với mọi người là mình đã nói với thầy Dương Trung Hiếu em muốn giống thầy, có nghĩa là em sẽ làm thầy mà em là bà thầy, còn thầy là ông thầy, nên là mình sẽ dìu dắt của những người trong nhóm của mình để họ đạt được ba con số nhanh nhất có thể. Qua những cái kinh nghiệm mình được học hỏi và chỉ dạy từ thầy Dương Trung Hiếu, mình đã được có ngày hôm nay. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ dìu dắt những cái bạn này. Thì một chút chia sẻ của mình về cái đội nhóm của mình là làm YouTube là mình phải có đội nhóm. Mình không có làm kiểu may mắn hay là làm những kiểu kiểu một mình, không. Mình thích cái tinh thần teamwork, làm tinh thần đồng đội, giúp đỡ nhau, chia sẻ lẫn nhau. Mình có thích chứ mình không thích làm một mình. Khi mình đã thành công rồi, mình muốn những cái anh em trong nhóm của mình, anh chị em trong nhóm của mình cũng phải thành công giống như mình, và chắc chắn họ phải thành công với sự chỉ dẫn của mình. Thì sau đây là một số chia sẻ của họ về cuộc sống, kênh của họ và về mình. Thì xin mời mọi người lắng nghe và cảm ơn mọi người đã coi cái video của mình ha. Thì để coi mình sẽ làm được gì và giúp đỡ được gì cho những cái anh chị em trong đội nhóm YouTuber của Sơn Trường. Thì ok, mời mọi người lắng nghe họ ha. Của mình
Trong cái video ngày hôm nay mình xin chia sẻ một chút xíu về bản thân mình cũng như là lý do tại sao mình có mặt ở trong cái nhóm này. Thì mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học á, mình đi làm một thời gian thì mình gặp chồng mình online, tụi mình giữ liên lạc qua online một thời gian thì mình bỏ lãnh mình qua Mỹ theo cái chuyện mà hôn thê. Thì tháng 11 năm 2000, mọi người, mình tên là Vi Nguyễn, hiện tại thì mình đang sống tại Florida của Mỹ. Thì mình có một cái kênh YouTube đó là Cuộc Sống Mỹ Vi Florida. Nếu như những bạn nào quan tâm thì các bạn có thể ghé thăm cái kênh của mình. Trong cái video ngày hôm nay mình xin chia sẻ một chút xíu về bản thân mình cũng như là lý do tại sao mình có mặt ở trong cái nhóm này. Thì mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sau khi mà mình tốt nghiệp đại học á, mình đi làm một thời gian thì mình gặp chồng mình online, tụi mình giữ liên lạc qua online một thời gian thì chồng mình bỏ lãnh mình qua Mỹ theo cái chuyện mà hôn thê. Thì tháng 11 năm 2015 là mình đã đặt chân tới nước Mỹ này, tới nay là được tròn 3 năm. Thì trong một cái ngày đẹp trời tình cờ thì mình đang lướt ở trên YouTube á, thì mình thấy cái video của Bích Sơn. Mình nhớ đó là cái video nói về cái việc tại sao phụ nữ thích lấy chồng Tây. Thì mình có comment ở phía dưới. Rồi sau đó mình với Bích Sơn mới nói chuyện qua lại một hồi, thì tụi mình giữ liên lạc kết bạn này nọ. Những cảm nhận của mình về Bích Sơn là ngoài cái việc là tụi mình chia sẻ với nhau những cách làm YouTube nè, rồi công ăn việc làm ở Mỹ như thế nào, thì tụi mình có những cái chia sẻ về cái cuộc sống cá nhân của tụi mình. Thì đối với Bích Sơn thì mình cảm thấy là mình rất là trân trọng cái tình bạn này, bởi vì thời buổi bây giờ mọi người biết đó là bè thì dễ kiếm mà bạn thì khó tìm, cho nên là không có dễ dàng để mà tìm một cái người bạn mà tâm đầu ý hợp, mà người ta hiểu mình. Giống như là khi mà mình Vi nói một cái vấn đề gì đó, có thể là Vi chưa nói hết cái câu chuyện thì Bích Sơn đã hiểu được, đọc được cái suy nghĩ của mình, có nghĩa là giống như là người ta đặt cái tình cảm cho mình thì người ta mới chú tâm, người ta lắng nghe, người ta sẵn sàng, người ta dành cái thời gian để mà người ta thấu hiểu cái câu chuyện đó của mình. Thì nếu tụi mình hai đứa mình luôn đều có một cái mong muốn, đó là tụi mình sẽ gặp nhau trong một cái tương lai gần, tại vì hiện tại thì tụi mình chỉ giữ cái chữ liên lạc online thôi, tụi mình ở hai bang khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái ngày đó mà xảy ra chắc là mình mừng lắm luôn á, giống như là mình được gặp lại một cái người bạn cũ rất là lâu. Khi mà mình nói chuyện với Bích Sơn mà mình mới cảm thấy được rằng cái việc làm YouTube nó có rất là nhiều cái lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên đó là mình có thể kết bạn được nè. Tại vì như mình là mình chỉ có đi từ nhà tới chỗ làm, rồi hoặc là đi mua sắm, đi vòng vòng này nọ đó, thì những cái người quen biết thì nó không có phải là quá đông quá nhiều. Tại vì cái khu của mình ở người Việt Nam không có nhiều như bằng ở những cái khu như là Cali, Houston này nọ. Thì qua cái việc mà mình làm YouTube mình kết bạn được rất là nhiều, có những bạn tới từ những nước khác luôn nè, ví dụ như Pháp, Canada, Úc có luôn đó mọi người, và Việt Nam nữa. Cái lợi ích thứ hai đó là khi mà mình làm YouTube đó, thì mình có thể lưu lại hết tất cả những cái kỷ niệm đẹp. Sau này khi mà mình về già thì mình có thể nhìn lại những cái kỷ niệm thông qua những cái video mình đã làm, nó giống như là một cái album sống gì đó mọi người. Cái lợi ích thứ ba đó là mình có thể kết nối liên lạc được với lại những cái người thân, những bạn bè của mình ở Việt Nam. Đối với người thân của mình thì tất nhiên là mình thường xuyên gọi điện, mình giữ liên lạc, nhưng mà bạn bè thì khi mình cũng bận quá hoặc là bạn mình cũng bận quá thì cũng đâu có liên lạc thường xuyên với nhau được. Thì thông qua cái kênh YouTube này thì bạn bè có thể thấy mình rồi. Nói chung là cái có thể hiểu hơn về cái đời sống của mình ở bên Mỹ này nó như thế nào. Không có Bích Sơn thì chắc là mình cũng hiện tại bây giờ mình cũng chỉ có là người mà ngồi xem YouTube thôi, chứ mình không phải là một cái người mà làm YouTube nữa. Và trong cái nhóm YouTube của mình á thì có những bạn mình đã biết cũng khá lâu, hơn 1 năm, và có những bạn mình cũng mới biết thôi, nhưng mà ai cũng đều giống nhau ở cái điểm là tụi mình cố gắng mỗi ngày, tụi mình làm hết tất cả những gì mà tụi mình có thể để mà vươn lên trong trên cái đất nước Mỹ này.
Thì mỗi người đến từ mỗi tiểu bang khác nhau, cho nên là ai cũng có những cái hay riêng hết á. Mọi người đã dành thời gian theo dõi và hãy luôn ủng hộ mình cũng như Bích Sơn và cả toàn thể những cái anh chị em trong nhóm YouTube của mình nha. Bye bye mọi người. Hello chào mọi người, mình là Long Huỳnh. Mình làm cái video này á với mục đích đó là PR cho bản thân và PR cho cái group của mình và PR cho chị Sơn. Chị Sơn là ai và Long Huỳnh là ai thì mình sẽ giải thích. Mình sẽ giải thích về bản thân mình trước. Ok, mình tên là Huỳnh Ngọc Long, hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố San Jose, California. Mình qua Mỹ được thời gian khoảng 5 năm và hiện tại mình vừa đi làm và vừa đi học. Mình sẽ nói một chút về bản thân mình nữa, rằng là cái công việc đó chỉ là công việc part time thôi, và mình đi học chủ yếu là đi học. Và học như thế nào rồi thì mình đã có một số thành công nhỏ xíu trên cái bước đường học vấn của mình, đó chính là mình lấy được cái bằng A degree, là bằng của trường college, Tien Tsa College. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về trường đó thì có thể tìm hiểu. Và mình đang học ở San Jose State University. Cái chuyên ngành của mình đó là Civil Engineer. Thì cái video này á, mình PR cho bản thân mình. Thì nếu các bạn muốn biết về bản thân mình nữa thì các bạn có thể tìm vào cái từ khóa, đó chính là Rachel Trần. Rachel Trần, đúng rồi. Thì tại sao cái tên từ khóa đó là Rachel Trần? Từ Rachel á, theo mình biết và chắc chắn, đó chính là tên của một người phụ nữ và tên của người nữ, không phải tên của nam. Thì tại sao lại như vậy? Thứ nhất có hai lý do. Lý do thứ nhất đó chính là vợ của mình. Mình muốn lấy cái tên của vợ mình. Thứ nhất là mình muốn cho mọi người biết rằng là mình và vợ mình là một. Vì vậy nó không có sự khác biệt và mình làm giống như là vợ mình làm. Và điều thứ hai, mình muốn cho vợ mình có thể biết thêm, và một ngày nào đó vợ sẽ tự mạnh dạn đứng trước ống kính, đứng trước những cái màn hình, đứng trước những cái camera để có thể nói chuyện và giao tiếp và có thể làm YouTube. Thì đó là cái mục tiêu của mình và cái lý do tại sao mình đã như vậy. Thì mình hiện tại mình sinh năm 1992. Năm năm mình 26 tuổi. Thì nói về cái chặng đường mình biết về YouTube thì cũng khá là gian nan và cũng khá là phức tạp. Hiện tại cái kênh của mình chưa phải là lớn, cái kênh của mình chưa có nhiều cái subscriber, nhưng mình đã làm được YouTube khoảng 1 năm rồi. Vì khá là bận rộn việc học nên là mình cũng đã bỏ một thời gian và bây giờ bắt đầu trở lại vì có thể dành thời gian rảnh rỗi hơn một chút để làm công việc này, là một công việc đam mê, một công việc thích nói và thích được nói chuyện như trước ống kính và nói chuyện với mọi người, thích thích được nói như vậy và rất là đam mê. Thì cái video này á, mình PR cho bản thân mình đã xong và bây giờ mình muốn nói về chị Bích Sơn. Bích Sơn là ai? Thì đây là những cái kỷ niệm rất là lớn và rất là đáng nhớ của mình khi biết về YouTube. Thì mình sẽ kể luôn. Mình biết YouTube khoảng 1 năm về trước. Trong cái thời gian mình khá là khó khăn về vấn đề tiền bạc, khá là khó khăn về vấn đề cuộc sống và gia đình, và mình khá là bấn loạn và dường như là có nhiều cái dòng suy nghĩ rất là tiêu cực và rất là tệ và không có nhiều cái sự lựa chọn. Vì vậy mình có tìm hiểu trên Google rằng là mình rất search những cái từ rất đơn giản thôi: làm sao để kiếm tiền và làm thế nào để kiếm tiền nhiều nhất. Thì khi mình search những cái từ đó ra, mình kiếm, thì vô tình mình kiếm được những cái từ về YouTube và mình kiếm được những cái từ về cách học làm YouTube, cách kiếm tiền từ YouTube, và mình biết đến thầy Dương Trung Hiếu. Thì khi mình biết đến thầy Dương Trung Hiếu một thời gian và mình đã vào được trong nhóm, và khi mình vào được trong nhóm mình đã gặp được chị Bích Sơn, và lúc đó mình đã bắt đầu nói chuyện và biết chị Bích Sơn là ai. Thì mình sẽ nói đôi chút về chị Bích Sơn. Chị Bích Sơn là một người chị rất là đáng kính, với theo bản thân mình thôi, mình rất là đáng kính và nể chị. Thứ nhất vì có 3 lý do. Lý do thứ nhất
thực sự mình lý do thứ nhất là thật sự mình quay trở lại YouTube hầu hết là những lời khuyên của chị và những lời nói của chị nói rằng là Long ơi quay lại làm YouTube đi em, chị không có bỏ rơi ai hết và chị sẵn sàng có thể giúp được em cái gì chị sẽ giúp. Và các bạn biết á, những người ở Mỹ á, những cái người Việt ở Mỹ á, thì rất là bận rộn vì người ta phải lo toan cuộc sống, người ta phải kiếm công ăn việc làm để đi làm kiếm tiền để trả những tiền bills tiền này tiền kia và nên là người ta rất là bận. Vì vậy á, để mà người ta giúp được mình á, nó rất thật sự rất 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 là khó. Ngay cả bản thân mình nếu mà một ai đó giúp mình cũng phải đáng phải suy nghĩ xem coi là có nên giúp hay không và như thế nào. Nhưng ngược lại, chị Bích Sơn là một người rất nhiệt tình và rất nhiệt huyết, chị sẵn sàng giúp và giúp hết lòng. Thời gian mình biết chị Bích Sơn khá là lâu. Theo mình nghĩ nếu mà so với những anh chị làm YouTube thì mình biết chị Bích Sơn vào những thời gian đầu tiên chị Bích Sơn bước vào biết về nghề YouTube và những cái ngày đầu đó mình bắt đầu với chị và chị cũng đã có được những thành công riêng của chị và mình rất ngưỡng mộ chị. Và lý do thứ hai nữa, chị Bích Sơn là một người rất nhiệt tình và rất nhiệt huyết. Chị luôn có một cái lửa ở trong người. Chị làm video, các bạn có thể coi những video và có thể coi những cái video trước 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 đó nữa và những video thời đầu tiên của chị là những người rất nhiệt huyết và rất là có lửa trong người. Chị nói ra, chị xả ra như là một cơn cơn bão vậy đó. Chị là một người rất là, theo mình định nghĩa, chị là một người khá là tính cách mạnh mẽ. Vì vậy những câu nói của chị rất là chất. Sẵn sàng xả vào mình, xả vào tất cả mọi thứ để có thể chứng minh với mọi người rằng là chị đang nói đúng và chị luôn tin vào bản thân chị và giúp những người xem và giúp luôn cả bản thân mình luôn tin vào bản thân mình. Vì giống như những nghệ sĩ hài, người ta có những cái câu nói như là nghệ sĩ hài Trường Giang, nghệ sĩ hài Trấn Thành, người ta có giải thích rằng những người nghệ sĩ hài là những người biết diễn và người ta có được thêm một tính chất nữa, đó chính là người ta biết diễn làm thế nào cho người khác cười. Và cái cách diễn đó là những cái cách diễn làm cho thế nào để người khán giả, người xem, người đang coi những cái video, người đang xem những cái kênh hoặc những cái đài tivi hoặc trên màn hình nhỏ tin vào những lời nói của họ làm thế nào thôi. Và chị Bích Sơn là một người biết nói và biết làm thế nào để mọi người tin. Đó là những cái gì đó mình học được từ chị. Ok, và lý do thứ ba, chị là một người chị, đúng nghĩa là một người chị. Có nghĩa là sao? Là mình với chị không, thực sự không quen biết gì cả. Mình với chị chả có máu ruột, chả có ruột thịt gì cả. Thì mình tin rằng nếu mà ở ngoài đường bạn không có quen thân với một ai không phải là ruột thịt của họ thì chả mắc cớ gì họ phải tới và họ cả nói là tao cho mày tiền nè, mày có thể kiếm tiền không? Tao chỉ cho mày cách làm tiền, kiếm tiền. Mình nghĩ chắc không có đâu. Nhưng chị Sơn là một người chị như vậy. Tại sao mình gọi là chị? Tại vì chị tới gõ đầu mình kêu, hey Long đi kiếm tiền nè, tao chỉ cho mày cách kiếm tiền, rồi làm đi, sẽ ra tiền. Và chị giúp mình tự tin đứng trước ống kính, có thể nói chuyện được như vậy. Là một cái thời gian khá là khó khăn của mình và những cái thời gian đầu tiên. Bạn có thể coi video của mình và biết được những cái video đầu tiên của mình nói chuyện như thế nào. Nó khá là không có rõ ràng và rất là chập chững, là một người khá là mới. Thì á, bây giờ sau một thời gian nói chuyện với chị, mình học được từ chị rất là nhiều. Đó chính là cái tự tin trước ống kính để nói chuyện với mọi người, giải thích. Nhiều khi có thể mình nói vòng vòng mọi người vẫn chưa hiểu hết. Nhưng tin mình đi, hãy vào việc những cái kênh YouTube của chị và những cái video của chị, bạn có thể hiểu được Bích Sơn là ai. Và từ Bích Sơn bạn có thể tìm hiểu ra những người bạn của chị giống như mình, biết họ là ai. Thank you và hẹn gặp lại. Hello, Ti xin chào mọi người. Ti xin giới thiệu tên đầy đủ của mình là Thông Cao. Thì Ti qua Mỹ năm nay được gần 5 năm rồi. Thì Ti qua đây theo dạng du học và cũng có gia đình ở bên này, cho nên là giúp đỡ được thời gian đầu nhưng mà cũng gặp khá là nhiều khó khăn.
Thì hiện tại thì cuộc sống của Ti đã ổn định, đã lo được mọi thứ, nhà cửa, con cái, vân 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 vân. Thì tương đối là ổn định và lấy thăng bằng lại cuộc sống. Thì Ti gặp chị Bích Sơn cũng như mấy anh chị em khác như là chị Vi, chị An, Long Huỳnh là vào gần một năm rồi. Là lúc đó mấy anh chị em mình lên gặp trong cái lớp của thầy Dương Trung Hiếu là để mà học làm YouTube. Thì mỗi người một cái lý do để mà muốn làm YouTube. Thì riêng mình với chị Sơn với chị Vi rồi mấy anh chị em mình thì chuyên môn thích về làm cái video để chia sẻ cuộc sống Mỹ, và cũng như là chia sẻ cái cách làm sao cái con đường qua Mỹ cũng như là những cái khó khăn mà mấy anh chị em mình đã gặp phải. Thì tuy qua đây bằng dạng du học cho nên là Ti muốn mang cái câu chuyện của mình để lên trên mạng chia sẻ lại với những anh chị em sau này có cái nhu cầu hoặc là có điều kiện muốn đi du học thì làm hồ sơ này nọ nó dễ hơn. Thì tại vì đó là lúc trước mà Ti làm hồ sơ không có nhiều cái nguồn thông tin, không có nhiều cái người nào mà bỏ lên mạng để mà chỉ, cũng như là những cái vấn đề mà gặp phải. Thì Ti suy nghĩ về điều đó và Ti đã làm cái mấy cái clip về du học. Tới nay thì cũng năm rồi, lúc đó làm xong rồi mấy anh chị em này cũng gặp một thời gian rồi, do cái cục công việc và cuộc sống bên này thì cũng cái môi trường nó khó, là hơi khó, cho nên là mọi người cũng nghỉ ngủ đông hết một thời gian. Ti cũng vậy, và trong thời gian Ti bỏ cái clip đó thì lúc đầu cũng ít người coi, nhưng mà thời gian sau thì có rất là nhiều những đứa em nó coi, rồi cũng như là gia đình ba mẹ nó coi và gọi nhắn tin qua Facebook để hỏi Ti. Thì Ti cũng giúp được khá là nhiều bạn qua được bên Mỹ này, cho nên là cũng rất là vui. Thì bây giờ Ti sẽ làm lại những cái clip về du học để giúp đỡ các bạn. Thì sơ sơ là vậy, đó là về Ti. Còn về chị Bích Sơn thì Ti gặp chị Bích Sơn mới đầu tiên á, thì chị Bích Sơn vô, nói thiệt cho mọi người mà anh chị em nào mà biết chị Bích Sơn, từ thuở ban đầu thì phải công nhận là mọi người phải nói là chị Bích Sơn rất là sốc. Nhưng mà dần dần thời gian thay đổi, mọi thứ thay đổi, chị Bích Sơn đã dần thay đổi, mọi thứ thì tốt hơn. Nhưng mà có một cái duy nhất chị Sơn không thay đổi, đó là về tính tình của chị Sơn, trước sau như một, rất thẳng tính. Và cái bụng của chị Sơn rất là tốt, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Mọi người cần gì thì chị Bích Sơn cũng sẵn sàng, cái gì mà chị Bích Sơn biết là chị Bích Sơn sẽ chia sẻ giúp đỡ. Đó là cái trước giờ vẫn vậy. Còn về cách nói chuyện, phong thái, thần thái của chị Bích Sơn thì càng ngày càng thay đổi, và đi theo cái chiều hướng thì mọi người đã thấy đó, thay đổi rất là tốt, theo cái chiều hướng rất là để cho đàn em trẻ này phải học hỏi dài dài. Và thông qua cái clip này thì Ti cũng muốn nhờ chị Sơn để mà giới thiệu rộng rãi hơn với mọi người về những cái clip của Ti, cũng như là cái kênh của Ti. Ti có cái kênh là Ti Cao Atlanta, đó là nói chia sẻ về cuộc sống của Ti ở Mỹ và ở tiểu bang Georgia, thành phố Atlanta. Và muốn chị giúp đỡ cho Ti á, là chia sẻ cái câu chuyện rộng rãi hơn, cái câu chuyện du học của Ti á. Tại vì hồi đó giờ á, mọi người đều nghĩ là làm hồ sơ du học sẽ rất là khó khăn, cũng như là có thân nhân ở Mỹ thì sẽ khó mà làm hồ sơ đi được. Nhưng mà mấy cái đó trong cái bộ hồ sơ của Ti thì nó nằm hết á, nó nằm có hết á. Là sao ta, nói về khi mà làm hồ sơ du học, thường những công ty ở Việt Nam họ sẽ không khuyến khích mình là để là mình có người thân ở Mỹ, tại vì sẽ làm cho cái hồ sơ mình bị xấu đi. Tại vì người ta nói là du học thì cần cái nguồn tài chính từ bên ngoài, chứ nếu mà đem du học qua mà làm gánh nặng cho cái xã hội ở Mỹ thì họ không muốn. Nhưng mà Ti hoàn toàn khác, Ti có người thân bên này và ba mẹ Ti lại có hồ sơ bảo lãnh gian anh chị em, có nghĩa là khi mà Ti làm hồ sơ phỏng vấn đi á,
chắc chắn 100% khi nó nhìn hồ sơ là nó biết Ti đi và Ti không có trở lại đó. Tại vì có ba mẹ hồ sơ phỏng vấn khoảng chừng vài năm nữa nó qua rồi. Thì thằng này đi, nó học xong mắc gì nó quay về, nhưng mà cuối cùng Ti vẫn phỏng vấn được, vẫn đi được. Đó là Ti muốn chia sẻ cái câu chuyện để mà tạo cái động lực cho các bạn làm hồ sơ được tự tin hơn. Và Ti cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp khác, giống như là phỏng vấn bằng tiếng Việt, rồi làm hồ sơ hoàn toàn từ bên Mỹ, không có dính dáng gì bên Việt Nam, có nghĩa là có người thân bên Mỹ trực tiếp làm tài chính, làm tất cả mọi thứ thì từ Mỹ hết đó. Còn về kênh của chị Bích Sơn thì chị Bích Sơn chia sẻ về cách làm sao để làm dạng hôn thê dạng K-1 visa để mà sang Mỹ. Chị Vi ở Florida cũng vậy. Thì đó là lý do mà mấy anh chị em mình rất là thích làm những cái clip để mà chia sẻ về cái cuộc sống cũng như là cái con đường mà mấy anh chị em mình qua Mỹ, để cho những anh chị em đi phía sau rút tỉa được nhiều kinh nghiệm, đỡ vấp phải, đỡ tốn nhiều chi phí, tiền bạc, thời gian. Tại vì trục trặc bất cứ một cái giấy tờ nào để mà làm qua Mỹ nó tốn rất là nhiều thời gian, 6 tháng, 1 năm, nhiều khi 5 rưỡi, 2 năm cũng không chừng. Đó là chuyện bình thường. Cho nên là mấy anh chị em mình cố gắng làm những cái clip chia sẻ để hy vọng là giúp đỡ mọi người đi cái nước cho nó đúng hơn, và tiết kiệm nhiều thời gian, tiết kiệm tiền bạc. Đó là sơ sơ là vậy. Còn nếu mà mọi người có cái thắc mắc gì thêm thì cứ comment ở trên cái clip của chị Sơn, thì Ti và chị Sơn sẽ làm nhiều clip hơn, hoặc là trực tiếp vô cái kênh của Ti là Ti Cào Atlanta để các bạn coi thêm mấy cái clip. Thì sắp tới thì sẽ làm lại thêm mấy clip để mà giống như là phỏng vấn những cái bạn mà trẻ, những cái bạn mà còn đang học, hay là nhiều, rất là nhiều trường hợp, thì Ti sẽ làm rõ hơn cái vấn đề đó để mà bỏ lên cho mọi người cùng xem. Rồi thôi vậy ha. Chị Sơn thì anh em mình với mấy anh em khác với chị Sơn thì chắc là chuẩn bị làm một cái gì đó hay hay. Thì mọi người cùng đếm xem mấy anh chị em mình ở Mỹ sẽ chia sẻ cuộc sống như thế nào nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Chào mọi người đang xem trên kênh YouTube ha. Thì hôm nay giờ làm cái clip ngắn này để nói cho các bạn hiểu vì sao, cái cơ duyên vì sao vào làm YouTube và vào quen Bích Sơn như thế nào ha. Thì trước tiên vào xin giới thiệu sơ về bản thân mình ha. Vào sinh năm 1987 và vào sống ở Việt Nam. Công việc trước kia của Dầu là về bên ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp với mọi người. Sau khi Dầu sanh hai em bé thì thời gian không cho phép nên là Dầu không có thể tiếp tục công việc của mình nữa. Và hiện tại Dầu chỉ làm nội trợ và kinh doanh online trên Facebook thôi. Thì cũng một cái cơ duyên rất là tình cờ, đó là Dầu biết Sơn và có theo dõi những cái video của Sơn chia sẻ về cái đời sống ở bên Mỹ với mọi người và những cái tự tình. Thì giờ thấy ở từ đó Sơn có rất là nhiều bạn và quen biết được rất là nhiều người, và thời gian của Dầu á đang rất là rảnh rỗi nên là Dầu cũng muốn làm YouTube để lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp và những cái hiểu biết của Dầu về thẩm mỹ và có thể chia sẻ cho mọi người, và rất mong được làm quen với tất cả mọi người ha. Thì cái kênh của Dầu là Việt Nam Tôi Yêu, mong mọi người có thể ghé qua và ủng hộ ha. Và còn về cái vấn đề vì sao Dầu biết Bích Sơn, thì Dầu với Sơn á quen nhau chắc cũng mười mấy năm rồi mọi người. Khi mà Sơn còn ở Việt Nam á là Sơn với Dầu là bạn học cùng thời phổ thông, và Sơn là lớp trưởng của Dầu ha. Thì như các bạn nếu mà có theo dõi Bích Sơn Trương thì cũng hiểu được cái tính tình của nàng ấy như thế nào ha. Nói chung là Sơn rất là có nhiều thay đổi, rất là nhiều so với thời cấp 3 mà Dầu quen biết. Nhưng có một điều là cái cá tính của nàng ấy thì không có thay đổi ha. Rất là thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích, chứ không có cái chuyện mà
bằng mặt mà không bằng lòng đâu ha. Và giờ rất là khâm phục ở Bích Sơn Trương, đó là dám vượt qua được những cái khó khăn trước mắt và đặt ra cái mục tiêu cho mình và tìm mọi cách đạt được cái mục tiêu cho bằng được, thì cái đó giờ rất là khâm phục. Qua những cái tự tình của Sơn kể thì giờ cũng hiểu được Sơn đã trải qua như thế nào để có được một cuộc có được như ngày hôm nay. Thì bên cạnh đó giờ cũng thấy được những chị những anh chị em đã ủng hộ Sơn và đồng cảm yêu mến Sơn, nhưng mà ngược lại thì cũng có anh chị em không hiểu được cái vấn đề và vẫn có những cái lời nói không được tốt đẹp về Sơn cho lắm. Nhưng giờ nghĩ mỗi con người đều có một cái số phận riêng của mình, không có ai mà không có một cái góc khuất nào đó. Nhưng quan trọng chúng ta có vượt qua được cái số phận và vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình để vươn đến một cái tương lai tốt đẹp hay không thôi. Các bạn ở đây chưa chắc các bạn có dám khẳng định với dầu là mình không có một cái khuyết điểm nào đó không muốn cho mọi người biết hay không đó. Và một ngày tình cờ thôi thì dầu mới nhắn tin cho Sơn là dầu nói dầu muốn làm YouTube và dầu muốn được Sơn giúp đỡ, thì Sơn cũng đã đồng ý và cho vào cái nhóm mà cùng nhau phát triển, cùng nhau làm YouTube với mọi người. Thì ở đây dầu quen được rất là nhiều anh chị em từ ở khắp mọi nơi trên đất nước ha, và ở Việt Nam cũng có và ở nước ngoài cũng có nữa. Mặc dù là chưa từng gặp mặt nhưng anh chị em rất là hòa đồng và sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc trong đời sống và cũng như kinh nghiệm làm YouTube của mình. Thì dạ rất vui vì đã được biết tất cả các anh chị em trong group ha, và đặc biệt là Bích Sơn Trương. Giờ rất là hãnh diện vì có một người bạn như Bích Sơn đó, dám nghĩ, dám làm và dám vượt qua, dám vươn lên trên con đường thành công của mình. Chúc cho Sơn luôn thành công ha mọi người. Nếu yêu mến Sơn thì hãy tiếp tục yêu mến Sơn nha, và nhớ ủng hộ cho các anh chị em cùng làm YouTube trong group của dầu ha, và đặc biệt là nhớ ủng hộ cho dầu nha. Xin chúc mọi người có một buổi xem video thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. K1 visa có nghĩa là diện visa hôn phu hôn thê á. Thì khi hôn phu của mình bảo lãnh mình qua đây, thì hiện tại mình đã đến Mỹ và mình đã sống. Hi, xin chào mọi người. Mình tên là Nguyên An. Mình có kênh YouTube là Nước Mỹ Có Như Bạn Nghĩ. Thì cái kênh YouTube của mình đó là nói về cái hành trình qua Mỹ của mình, đó là mình đi qua Mỹ theo diện K1 visa có nghĩa là diện visa hôn phu hôn thê á. Thì khi hôn phu của mình bảo lãnh mình qua đây, thì hiện tại mình đã đến Mỹ và mình đã sống được ở Mỹ hơn một năm rồi. Thì trong cái kênh đó là mình chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình mà làm K1 visa. Thì cho bạn nào mà có nhu cầu cũng trong cái trường hợp như vậy á, thì các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin ở trong cái kênh của mình. Và thêm nữa là mình cũng chia sẻ về cái cuộc sống mới ở Mỹ, ở đất nước mới, để cho các bạn có cái nhìn trước khi mà các bạn qua đây ha. Và rất là vui được làm quen với tất cả các bạn nha. Thì trong cái video này á, thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về những người bạn của mình. Thì mình qua đây theo diện cái qua visa, thì cũng từ đó là một cái duyên mà mình gặp gỡ thêm những người bạn cũng theo diện K1 visa luôn. Thì trong đó là có chị Trương Thị Bích Sơn, thì có cái kênh YouTube là Bích Sơn Trương. Thì chị tụi mình là cùng diện là K1 visa, nên là chị em cũng có trao đổi qua lại với nhau, và cũng tình cờ thì chị em lại gặp nhau ở trên một cái hội trên Facebook là những cô dâu Việt lấy chồng Mỹ theo diện K1 visa. Nên và cái một cái điều mà mình rất quý là
ở chị Sơn là chị là có bị bạn biết á, khi mà có được một người bạn trên một cái đất nước xa lạ, một người đồng hương trên một đất nước xa lạ thì rất là đáng quý, mà là một người bạn tốt nữa thì càng là quý hơn, đúng không các bạn? Ở chị Sơn á, thì mình cảm nhận á, là chị rất là chân tình, rất là thật lòng. Tính chị thì rất là thẳng, coi như là nghĩ gì thì nói nấy, không có mà lương lẹo, hay là không có mà nói lòng vòng, hay là nói mà để lấy lòng người khác. Nói chung là nghĩ gì là nói nấy, rất là thẳng tính, trực tính. Nhưng mà cái tâm thì rất là tốt, coi như là muốn cho tất cả mọi người là cũng đều là có thể là trở nên tốt đẹp hơn, muốn giúp đỡ mọi người. Và cái nên thành ra là mình có chị Sơn là bạn ở đây thì cũng rất là vui. Thì ngoài cái cuộc sống đời thường thì các bạn biết là bên đây thì tụi mình là có ít bạn, mà lại là một cuộc sống mới nữa, thành ra nó cũng chưa quen. Thành ra là có người tâm tình rồi giúp nhau, cùng giúp nhau tiến bộ thì rất là quý. Thì bên cạnh đó rồi mình cũng có làm bạn, làm quen với những người bạn cũng Việt Nam ở bên Mỹ, cũng có những người theo diện K-1 visa như là chị Vi ở Florida, có cái kênh YouTube đó là Vi cuộc sống Mỹ Vi Florida. Rồi các bạn Long Huỳnh có kênh YouTube là Rachel Trần. Thì tất cả những người bạn này là rất là dễ thương, rất là vui tính, và mình cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi mà có những người bạn như vậy để cùng giúp nhau, cùng đồng hành, cùng tiến bộ, và chúng ta cũng có thể là vươn lên, sống có một cuộc sống tốt và hạnh phúc ở đất nước mới này. Thì đó là những cái lời mình muốn nói trong cái video này. Thì mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình, của chị Sơn, của chị Vi Florida, của Long Huỳnh, cũng như là của những cái bạn YouTube khác mà các bạn yêu mến. Và nếu mà những bạn nào mà đang cũng cái diện K-1 visa và chuẩn bị tới Mỹ thì hãy đón coi tất cả những cái kênh của tụi mình ha, để các bạn có thể có thêm kinh nghiệm và có thêm những cái sự hỗ trợ từ tất cả tụi mình. Thì đó là một cái bước đệm rất là tốt cho các bạn để hòa nhập vào cuộc sống mới này. Ok, thì xin chúc các bạn là thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang trên đường đi Florida mọi người ạ. Thì nhưng mà mình không thể đợi đến Florida mới làm cái video này, mình quyết định làm luôn cho nó nóng. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người, đó chính là làm sao mình biết đến chị Bích Sơn và mình đã học hỏi được những cái điều gì về chị. Thì mọi người biết không, tình cờ thì mình đã biết đến Facebook của chị Bích Sơn, và mình đã chủ động nhắn tin cho chị và hỏi về những cái kinh nghiệm làm YouTube. Và sau đó thì mình rất là bất ngờ, chị trả lời những tin nhắn của mình, và chị trả lời, không chỉ trả lời mà chị trả lời một cách rất là nhiệt tình luôn. Mình rất là thích điều đó và mình đã kết bạn với chị và chị đồng ý. Và mình cũng sau khi chị đồng ý kết bạn thì chị đã cho phép mình vào một cái nhóm của chị, gọi là chia sẻ kinh nghiệm YouTube
là cái nhóm đó là chị chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chị đã trải qua và mọi người cũng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, thì mình biết được rất là nhiều anh chị trong nhóm cũng đã không biết đâu làm YouTube giống như mình mà mình rất là vui. Thì khi mình mới biết đến chị Bách Sơn mọi người, thì mình bắt đầu xem những cái video của chị có rất là nhiều cái video thì mình không thể xem hết được, nhưng mà mình xem những cái video tiêu biểu của chị trước. Thì sau khi xem thì mình luôn đọc những cái bình luận của mọi người bình luận bên dưới đấy, thì mình thấy có rất là nhiều cái bình luận tiêu cực nói về chị, nói về quá khứ của chị, thì mình rất là tò mò, mình không biết tại sao họ lại nói như vậy. Tại vì qua quá trình tiếp xúc với chị Bách Sơn thì mình thấy chị một con người rất là tốt, mặc dù mình chưa có gặp ở bên ngoài, nhưng mà mình thì mọi người bảo là đừng có nhìn mặt là mà bét hàng rong, nhưng mà thật ra thì mình luôn luôn nhìn khuôn mặt, rồi mình luôn luôn xem cái cách nói chuyện thì mình cũng đoán được là người ta như thế nào, được bao nhiêu phần rồi mọi người ạ. Thì mình thấy chị Bích Thương rất là tốt, mà tại sao mọi người lại nói như vậy? Thì sau đó thì mình đã quyết định xem là cái tự tình của chị là hành trình đến Mỹ từ tập 1 tới tập 9. Thì mình vẫn chưa có thời gian để xem tập 10 của chị, mà chị ấy đã ra tập 10 rồi. Thì khi mà mình xem từ tập 1 tới tập 9 thì mình cảm thấy chị ấy là một con người rất là mạnh mẽ. Mọi người biết không, thì chị ấy sinh ra trong một cái gia đình rất là khó khăn. Chị ấy, chị Bích Sơn đã trải qua một cái quá khứ rất là khó khăn, rồi chị bước vào đời rất là sớm luôn. Chị bước vào đời rất là sớm và cũng không mấy là sung sướng gì, mà bước vào đời một cách cũng rất là khó khăn luôn mọi người ơi. Rồi chị có một cái quá khứ cũng không mấy là tốt đẹp, nhưng mình rất là phục chị ấy. Và mình rất là phục chị ấy vì chị ấy sẵn sàng chia sẻ những điều đó. Và sau khi xem những cái loạt những cái tập tự tình của chị, mình cũng biết chị đã có cái mục tiêu là đến đặt chân đến nước Mỹ, phải lấy chồng Mỹ từ lúc mà chị còn nhỏ rồi. Cho nên nhưng từ lúc mà chị còn nhỏ rồi và bây giờ chị cũng đã đạt được, mình cảm thấy rất là phục là chị đã đạt được mục tiêu của chị bằng mọi cách mà chị đã đạt được mục tiêu, và chị sẵn sàng chia sẻ quá khứ của mình mà không mấy ai dễ dàng chia sẻ đâu mọi người. Không ai mà ngồi đó mà chia sẻ về những cái quá khứ khó khăn, rồi không ai ngồi đó mà chia sẻ những cái điều tốt đẹp mà mình đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng chị luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của chị, khi chia sẻ về khó khăn của bản thân, về gia đình của chị, rồi mục tiêu của chị, và chị chia sẻ làm thế nào để chị đạt được mục tiêu đó. Và hiện tại thì chị đang ở Mỹ, mình phục chị ấy lắm luôn ấy, và mình cảm thấy chị ấy là một con người rất là đáng để mình học hỏi, và mình cũng đã học hỏi rất là nhiều điều từ chị, và mình hy vọng là sẽ học thêm nhiều điều hơn nữa. Và chị ấy cũng là cái người mà giúp đỡ mình suy nghĩ rất là thông thoáng mọi người. Thì mình làm những cái video về LGBT đấy thì lúc trước mình rất là phân vân, nhưng mà sau khi mình tiếp xúc với chị Bích Sơn và mình nhận được những cái lời khuyên, những cái chia sẻ từ chị, thì mình đã cảm thấy rất là tự tin hơn nhiều, và mình đã bắt đầu bước vào cái con đường làm YouTube một cách tự tin, một cách suy nghĩ rất là tích cực. Và mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đạt được một cái thành quả như chị Bích Sơn. Chị Bích Sơn là một người rất là tuyệt vời, và mình cảm thấy rất là may mắn khi biết đến chị. Và mình xin cảm ơn chị rất là nhiều, và mình cũng cảm ơn mọi người là đã xem cái video của mình, là chia sẻ cái video ngắn chỉ có 5 phút thôi mọi người, cho nên mình chia sẻ rất là gọn về những cái gì mà mình biết về chị Bích Sơn và những cái suy nghĩ của mình về chị. Là chị là một con người rất là mạnh mẽ, rất là đáng khâm phục, và chị luôn có cái mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời của mình. Và mình cũng chúc chị là sẽ để sớm đạt được mục tiêu mà chị đặt ra trong cái tương lai gần nhất nhé. Em xin chào tất cả mọi người. Hello các bạn, mình tên là Yến Tô. Mình cũng đã bước qua tuổi 40 rồi hả các bạn. Mình đến Mỹ cũng 19 năm rồi. Thì đầu tiên là mình đến Maryland được khoảng 2 tháng. Thì sau đó thì mình mua về Virginia là cái chỗ mình đang ở giờ ha, được 6 tháng. Thì sau đó thì về cho trà ở cũng được 13 năm. Sau đó thì trở về Virginia ở lại. Thì tính đến nay đó mình ở Virginia chắc cũng gần 6 năm rồi các bạn. Thì hiện nay là mình đang sống với ông xã của mình, với đứa con trai của mình. Thì ngoài ra mình còn có thêm đứa con gái, thì nó không có ở đây, cháu ở với bên ba ha.
rồi có thêm cậu con trai con của ông xã mình và một đứa con nuôi của ông xã luôn. Thì mình giới thiệu vậy để các bạn biết, thì sau này thì những cái video của mình làm đó, mình có hình ảnh của mấy đứa cháu ha, mấy đứa con của mình. Thì cuộc sống của mình bây giờ cũng tạm là hạnh phúc và không có làm chủ được lấy mình, nhưng mà cảm thấy cũng nói chung là đỡ hơn lúc thời gian mới qua nhiều. Thì mình rất là thích làm cái nghề mà tự do tài chánh các bạn. Thì hồi trước mình có hay tham khảo trên mạng á, rồi mình cũng có nghe nói là làm việc tại nhà. Tại vì cái này là cái mơ ước của mình. Từ lúc mình có con là mình đã mơ ước là mình ở nhà săn sóc con, dọn dẹp nhà cửa, là một người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà trải qua cái nghề nghiệp của mình á, là làm nail đó, mình làm dài thời gian quá, rồi mình bỏ con của mình á, lâu quá đó, rồi mình cảm thấy là rất là khó khăn. Tại vì mình làm cái nghề này á, thì dài thời gian quá mà có tiền khá để mình nuôi con, trả bill, rồi mình làm cái nghề khác thì cuộc sống nó chật vật. Rốt cuộc thì mình giữ hoài cái nghề này mình làm. Nhưng mà lúc nào mình cũng muốn là mình tìm được cái nghề nào đó để tự do tài chánh, để mình khỏi có bị ai control mình hết. Thì có thể là mình làm chủ nail hay là thẩm mỹ nào đó, nhưng mà mình tìm hiểu mình thấy thì mình làm chủ, mình cũng đã làm thời gian ngắn thì mình thấy là làm chủ cũng có nhiều cái stress lắm, và cũng chưa chắc gì mình có tự do theo cái ý của mình. Thì mình lại thích cái nghề làm việc online, nhưng mà mình không có quen với ai hết á. Mình chỉ thấy trên mạng rồi thôi, rồi mình nghe nói là không có đáng tin cậy đó, rồi thôi mình cũng bỏ qua luôn. Thì vô tình khoảng 6 tháng nay mình coi trên YouTube á, mình thấy là có thầy Hiếu. Thì thầy Hiếu quay những cái video chia sẻ về cuộc sống Mỹ, những điều mà thầy nói trong video rất là chân thành. Thì mình coi rồi tự nhiên là mình lại thích, và mình cảm thấy thầy chia sẻ rất là có ích. Tại vì mình sống ở Mỹ thì mình thấy là đúng như sự thật. Cho nên từ đó tới sau mình thường xuyên coi của thầy lắm. Thì bữa nọ thì mình nghe thầy nói là thầy có mở học viện online kiếm tiền đó. Thì mình lên đó mình có coi, rồi mình định là đăng ký lớp để học. Rồi bữa đó mình thấy là có một cái livestream đó giữa thầy với lại các học viên cũng như là bạn bè đó ở trên cái video đó. Thì mình thấy là có Bích Sơn. Thì Bích Sơn nói trong đó là mình nghe nói giọng của Bích Sơn nói rất là chân thành, và Bích Sơn gây một cái ấn tượng cho mình rất là lớn. Tự nhiên mình nghe cái giọng nói của Bích Sơn á, mình nghe rất phải nói là gần gũi với mình sao á, như có duyên hay sao á, là ở miền Tây đó. Rồi Bích Sơn nói rất là thẳng thắn, không có phải nói là lựa lời nói gì hết đó, nhưng phải nói là mình nghe là mình tin tưởng là Bích Sơn nói sự thật. Thì mình liên hệ với Bích Sơn liền ngay sau đó luôn á. Thì Bích Sơn chat lại mình, và Bích Sơn hẹn gặp mình. Rồi Bích Sơn có động viên mình, kêu mình tiếp tục làm những cái video. Thì thật ra thì mình có quay mấy cái video chơi thôi à, tại vì mình rất là mê video. Nhưng mà mình cũng không có thời gian, và cũng không có bao giờ mà nghĩ tới chuyện mình làm YouTube hết á. Thì mình nghe Bích Sơn nói là bây giờ làm YouTube đi. Thì Bích Sơn sẽ đến nhà, rồi Bích Sơn sẽ chỉ cho cái cách là mở channel, rồi lên đó rồi mình sẽ học hỏi thêm nhiều thứ khác từ Sơn cũng như từ những bạn bè khác. Thì từ đó tới sau đó là mình quay cũng khá những cái video chia sẻ.
thì mình rất là thích chia sẻ cho mọi người những gì mình biết được. Tại vì qua cuộc sống mà khó khăn đó, thì mình cảm thấy là mình cần giúp đỡ người khác và mình cần học hỏi từ người khác, mình mới mạnh mẽ lên được. Chứ có một mình thì cũng chưa chắc gì mình làm được những cái chuyện lớn. Cho nên thời gian gần đây thì mình làm những cái video lên YouTube, rồi phải nói là rất là vui và rất là học hỏi được nhiều từ những bạn bè, học hỏi được nhiều mặt luôn á, từ cái cách làm video cũng như là cách mà nói chuyện. Mặc dù mình chưa có nhiều kinh nghiệm như những bạn khác, nhưng mà mình tin tưởng vô mình. Thì những cái lời động viên của Bích Sơn phải nói là rất là chân thành luôn á. Bạn nào mà có quen Bích Sơn thì thấy được điều đó. Mình rất là may mắn khi gặp được Bích Sơn. Thì phải nói là có một cái duyên lớn lắm. Cũng như là thầy Hiếu là người đầu tiên là làm cho mình tin tưởng là cái việc này sẽ thành công. Thì mình rất là mong muốn được chia sẻ cũng như học hỏi từ tất cả những bạn bè mình đã quen biết, cũng như những bạn bè nào mà chưa biết mình ha. Thì mình thích được làm quen với tất cả mọi người để được học hỏi, được chia sẻ. Thì mình giới thiệu bản thân mình để các bạn biết, thì sau này thì các bạn hiểu mình hơn ha. Cảm ơn các bạn và chúc tất cả các bạn đều thành công. Bye bye các bạn nha. Hi, xin chào tất cả mọi người, tất cả các bạn đang xem YouTube. Thì hôm nay Chi có một cái điều mà Chi muốn chia sẻ với tất cả các bạn ở đây là lý do và cơ duyên như thế nào mà Chi lại quyết định là Chi làm cái công việc mà YouTube này. Thì đầu tiên thì Chi cũng xin giới thiệu cái trang channel của Chi để cho tất cả các bạn là dễ tìm kiếm khi mà muốn tìm cái kênh của Chi. Đó là cái channel của Chi tên là Chi Brew. Chi là tên của Chi, còn Brew là B-R-U-G-H. Đó là cái họ của chồng Chi. Là sau khi Chi đến Mỹ là Chi kết hôn với chồng Chi, là Chi đổi cái họ thành cái họ của chồng. Cho nên là cái trang channel của Chi á, là nếu các bạn muốn search đó là đánh lên là Chi Brew là nó sẽ ra. Đó thì nói chung á là cái gì nó cũng có một cái cơ duyên. Thì nói đến cái cơ duyên á thì cũng vô tình thôi. Thì công việc của Chi á, hiện tại á là như các bạn cũng đã biết rồi, có những cái chia sẻ trước đây mà Chi cũng đã nói trong cái video clip trước, là hiện tại là Chi đang làm nail. Đó thì cái công việc làm nail á, nói đúng ra đó là một cái công việc á cũng là thích hợp với những bạn mà ở Việt Nam mà mới qua Mỹ, mới hòa nhập cái cuộc sống ở Mỹ thì rất là khó tìm cái việc làm nào khác ngoài cái việc làm nail. Thì nó dễ dàng để mà mình tìm một cái công việc ổn định cho cái cuộc sống của mình. Đó thì đối với mỗi người thì nó bình thường, nó không có gì, nói chung đi làm nail thì cũng ổn, cũng ok. Nhưng mà đối với Chi á thì cái tính cách của Chi hồi xưa tới bây giờ á thì mình lại năng động, mình thích kinh doanh, mình thích buôn bán, nó quen rồi. Ở Việt Nam thì hồi xưa là Chi cũng kinh doanh buôn bán cũng lâu rồi, cho nên là qua đây thì làm nail thì lúc mà mình mới vô làm thì mình cũng đã nói là mình cùng suy nghĩ của mình cũng muốn làm tạm thời thôi, cũng không phải là làm lâu lắm, cho nên là chưa có cái cơ hội để mà mình thay đổi công việc. Nhưng mà trong cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình, lúc nào mình cũng muốn tìm hiểu, tìm tòi một cái gì đó nó khác để mình có cơ hội thì mình sẽ thay đổi cái công việc của mình. Có thể là tương lai sau này, có thể chưa hiện tại, bây giờ có thể là chưa, nhưng mà mình chuẩn bị một cái gì đó, nếu mà mình muốn làm thì mình sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ. Thì Chi hay lên mạng, thời gian rảnh rỗi, những cái lúc rảnh thì Chi hay lên mạng, Chi coi cái này coi cái kia vậy đó. Nói chung là Chi hay coi YouTube hay là Chi coi những cái gì mà liên quan tới cái công việc hay là những cái điều mà Chi cần thì Chi hay search lên để Chi coi. Thì cũng là tình cờ đó, là một cái ngày đó, đó là Chi tình cờ, Chi không biết Chi coi về cái vấn đề gì đó, thì Chi lại lạc vào cái channel của Trương Bích Sơn. Đó là cái bạn Sơn này á, là khi mà Chi
chị coi một cái vài clip của Sơn á, thì chị rất là ấn tượng với cái bạn này. Thì tại vì á, cái cách nói chuyện, cái cách dẫn chuyện và cái cách kể chuyện và trong cái cuộc sống hàng ngày của Sơn, và cái lý do làm sao mà Sơn đến Mỹ này, và cái động lực nào, cái suy nghĩ nào mà khiến cho Sơn phải quyết định phải làm bằng mọi cách để đến được nước Mỹ này. Thì qua cái cách kể chuyện của Sơn, cái cách nói về cái cuộc sống, về cái con người, về cái gia đình của Sơn, thì bằng cái chất giọng rất là vùng miền, phải nói là có cái giọng vùng miền đó, mà kể về tất cả mọi thứ á, thì mình nghe rất là mộc mạc và chân thật. Nói chung là con người Sơn sao thì cứ nghĩ là nó toát lên, là theo như cái văn phong của Sơn kể với tất cả mọi người. Thì chị bị ấn tượng lôi cuốn với cái cách mà mộc mạc giản dị của Sơn như vậy, và chị bị cuốn hút theo cái câu chuyện mà Sơn đang chia sẻ. Mặc dù chị là cái người đến Mỹ trước Sơn, nhưng mà có những cái trải nghiệm chị cũng chưa có trải nghiệm qua bằng Sơn. Nó thẳng ra là vậy, có nhiều điều. Cho nên là khi chị coi là chị cũng hiểu được. Có đôi khi những cái tiểu bang, một vùng miền nó khác nhau, thì cái cách hay là những cái nơi mà Sơn đi qua nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên là chị ấn tượng với Sơn lắm. Và thêm một cái nữa đó, là chị có ấn tượng với Sơn á, là qua những cái câu chuyện mà Sơn kể, thì chị coi rất là nhiều cái clip của Sơn. Có thể nói là coi từ đầu cho tới bây giờ luôn đó. Thì chị thấy rằng á, Sơn với Chi có một cái điểm khá, Sơn với Chi có một cái tính cách á, cũng hơi khá giống nhau, là mạnh mẽ, là cái tư tưởng á, là muốn làm gì á, là phải làm cho bằng được. Nói chung là đặt ra cái mục tiêu của mình là làm như thế nào, khó khăn cỡ nào mình cũng phải đạt cho được cái mục đích của mình. Đó là cái tư tưởng hai người giống như là nó đồng quan điểm với nhau vậy. Cho nên là mình thấy cái bạn này á, có cái suy nghĩ cũng hơi giống mình, và có một cái quyết tâm thành công rất là cao độ. Cho nên là mình cũng ngưỡng mộ bạn này lắm. Thì sau khi mà mình theo dõi những cái clip của Sơn, thì trong những cái lúc mà mình theo dõi những cái clip của Sơn á, thì trong cái đầu của mình có nảy sinh ra cái ý tưởng. Mình nghĩ rằng Sơn hồi đó tới giờ ở Việt Nam thì Sơn cũng không có hiểu biết gì về công nghệ. Nói chung là Sơn cũng tự mày mò mà Sơn học rồi để mà Sơn làm. Thì bây giờ là Sơn cũng phải có một cái lượng khán giả mà gọi là hâm mộ Sơn rất là nhiều. Thì và những cái điều mà giống như là Sơn làm tất cả mọi cơ hội để mà Sơn có mặt ở Mỹ này, đến Mỹ này trong cái tương lai, và Sơn sẽ làm được những cái điều gì đó to tát hơn. Thì những cái điều mà Sơn nói và Sơn đã làm thì chị cảm thấy rằng là Sơn sẽ thành công sau này. Đó, và chính Sơn là cái người đã truyền lửa cho Chi để mà dẫn dắt Chi có cái quyết định mà để làm YouTube. Tới cái đó là nói thật lòng. Bởi vì nếu mà Chi không có coi những clip của Sơn thì có lẽ là Chi cũng không có duyên với cái nghề YouTube này đâu. Và qua Sơn thì tự nhiên trong cái đầu của Chi có cái suy nghĩ là Sơn này làm được, bạn này làm được, thì có thể là mình cũng thử mình làm. Thì mình thấy cái công việc YouTube này thì nó cũng có cái hay. Đó, có nghĩa là có nhiều cái để mà mình học hỏi, có nhiều cái để mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm. Tại vì bản thân mình cũng là cái người thích chia sẻ, mình thích chia sẻ những cái gì mình hiểu biết, mình thích chia sẻ đối với những người ta cần học hỏi, và người ta cần hiểu những cái gì mà người ta chưa từng biết. Cho nên là những cái điều gì đó mà mình đã từng trải qua rồi á, thì mình cũng muốn là chia sẻ cho mọi người cùng biết và cùng hiểu, để giống như mình giúp cho mọi người. Mình không thể giúp tiền bạc được, nhưng mình có thể mình giúp được cái trải nghiệm, cái kiến thức cho người ta biết. Đó là cái cách của Chi muốn làm. Thì cho nên là cái duyên của Chi và Sơn biết nhau, rồi cái hình thành lên cái quyết định mà để mà Chi muốn làm YouTube là như vậy. Đó, thì cái điều chủ yếu á, là Chi muốn nói, chia sẻ với các bạn ở đây á, là một cái thông điệp gửi đến cho các bạn, là trong cuộc sống, bất cứ một cái điều gì mình làm, công việc nào làm, nó cũng có mang một cái giá trị rất là lớn. Và một cái suy nghĩ của mình muốn làm một cái điều gì đó, thì mình cứ bắt đầu mình làm. Ví dụ các bạn đang làm những công việc bình thường mà các bạn có thể là cho là tạm thời, hoặc là các bạn thử những cái việc đó. Nhưng nếu trong thời gian quá trình làm mà các bạn cảm thấy rằng nó không thích hợp với mình, và mình cảm thấy rằng mình làm mà mình cảm thấy nó không có đam mê lắm, thì các bạn nên thử đổi một cái công việc khác, cái môi trường khác. Thì cái đó là
một cái gọi là trải nghiệm thêm, có nghĩa là khi trong cuộc sống nó có nhiều cái công việc mà có thể là mình không biết cái nào thích hợp với mình thì mình cứ thử những công việc mới. Thì có thể là mình đôi khi là mình nghĩ là mình làm không được, nhưng các bạn hãy thử và mình có thể là bộc lộ được những cái tố chất của mình sau khi mà mình bắt đầu và mình làm những cái công việc mới, và có thể là mình phát hiện được rằng mình sẽ thích hợp với cái nghề này hơn và mình sẽ đeo đuổi cái nghề mà mình có cái đam mê. Đó là cái điều mà Chi muốn chia sẻ với các bạn, là Sơn là cái người truyền lửa cho Chi để Chi có cái quyết định là để có duyên với cái nghề YouTube. Và cũng như Chi chia sẻ với các bạn là cái tư duy của mình, các bạn cứ suy nghĩ hình thành trong cái tư duy của mình, nếu mà mình muốn làm một cái gì để thay đổi cuộc sống của mình thì các bạn hãy cứ thử và hãy cứ làm. Còn thành công hay không đó là do tùy, có nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà tùy theo cái cách làm của mỗi người và cái sự sáng tạo của các bạn. Nếu mà các bạn cố gắng thì Chi tin rằng tất cả mọi người cũng là sẽ thành công, ít hay nhiều thôi. Đó là một cái chia sẻ nhỏ của Chi về lý do là tại sao mà Chi lại có cơ duyên để làm cái YouTube này. Thì hôm nay Chi chỉ có những cái vấn đề như vậy để chia sẻ cho các bạn thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Thì chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc, cuộc sống thật là vui vẻ, hạnh phúc và có một cái sức khỏe thật là tốt, và trong công việc thì gặt hái được nhiều thành công. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu các bạn có quan tâm muốn xem những cái clip sau của Chi thì các bạn hãy like, share và subscribe cho cái kênh của Chi để các bạn có thể nhận được những cái clip sau khi mà Chi post lên trên cái channel của Chi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn. We'll be right back.